Thú Vật Mobile xin giới thiệu một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 256GB. Máy có màu đen, về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhá. Đẹp vào khoảng 99 mọi người ạ. Máy thì có xước một chút ở đây, xước một tí đây mọi người nhá. Còn lại là đẹp. Về chất lượng của máy thì máy zin áp chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Viên pin theo máy thì còn 88%. Dòng này thì pin khá là trâu. Máy mã Mỹ mọi người nhé. 256GB mã Mỹ. Bây giờ thì em sẽ thử một số tính năng. Thứ nhất là màn hình rất là sáng đẹp mọi người nhé. Chu tôn đầy đủ ạ. Thứ hai là loa. Loa rất là to rõ. Thứ ba là camera. Máy zin áp thì cam nó rất là đẹp mọi người nhé. Đấy. Camera rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ thử Face ID. Face ID nhạy mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ thử mở máy. Đấy, máy mở luôn mọi người nhé. Đấy, mở bằng Face ID rất là nhạy. Đấy, máy mở luôn nhé.